ngã tư này anh quẹo trái, dừng ngay ở ngay đầu ngoài chỗ cột điện đây. Vâng. Khu này anh rảnh á. Anh dừng ở chỗ cái sân hớt tóc này nhỉ. Giờ nghỉ chưa anh? Rồi, thì đây là xong rồi đó các bạn. Vậy vui lòng đánh giá dịch vụ này. Sau khi xong khác với xe ôm truyền thống thì với cái này các bạn có thể đánh giá. Ví dụ như đây mình sẽ đánh giá 5 sao. Ví dụ như ý kiến các bạn ghi là ok. Đó, tốt đó. Rồi, nhờ. Rồi. Xong rồi đó chúng ta sẽ gửi này nữa. Rồi. Rồi, vậy là ok. Thì video clip của mình xin phép được kết thúc tại đây. Mình vừa dừng ở số 220 Bình Thới. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên like cho video cũng như là đăng ký kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay để không bỏ lỡ những cái tin tức mới nhất về cuộc sống Sài Gòn. Rồi bye bye quý vị và các bạn nhé.